Trước khi xem tiếp nội dung của video ấy, thì rất mong các bạn ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi bằng cách là ấn vào nút đăng ký như hướng dẫn. Và rất cảm ơn các bạn đã nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh của chúng tôi. Trân trọng. Viên của đoàn Let's Tour đang đi tham quan tại gành đá đĩa. Ở trong này có cô bạn mà lùng nhất trong đoàn, đó là bé Na. Bé Na tức là con rắn đó, à con trăng chứ nhầm. Phải chào ngay cả đi Na ơi. Đây là địa danh gành đá đĩa thuộc An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Wow, các bạn có thể nhìn một vòng xung quanh ha. Đừng quên đồng hành cùng Let's Tour trong hành trình về với vùng đất xứ Tẩu Phú Yên. Wow, biển trong xanh luôn. Hôm nay đoàn của công ty du lịch là Let's Tour với 12 thành viên sẽ đón ánh bình minh tại mũi điện, hay còn gọi là mũi Đại Lãnh, cách thành phố Tuy Hòa tầm khoảng 30 cây số. Và cái ngọn hải đăng này được đặt theo tên của viên sĩ quan người Pháp, là người đầu tiên phát hiện ra mỏm núi này. Ông mang tên là Varela, cho nên là mỏm núi ý này cũng như là ngọn hải đăng là gọi là hải đăng Varela luôn. Được xây dựng vào năm 1890, nhưng mà sau đó vào thời kỳ kháng chiến năm 1945 thì ngọn hải đăng này bị ngừng hoạt động. Đến năm 1900
1995 thì bắt đầu đi vào xây dựng lại, và chính thức vào năm 1997 thì Ngọn Hải Đăng đưa vào hoạt động cho đến ngày hôm nay. Và cả đoàn đang đứng đợi ánh mặt trời đang từ từ nhô lên từ hướng biển, bởi vì đây là nơi mà có vài lần trong năm thì ánh bình minh sẽ ló dạng đầu tiên ở trên đất liền tại Việt Nam của chúng ta. Và bên này là cái ngọn đèn là dùng để cho các tàu thuyền khi mà người ta đi ra ở từ ngoài khơi, người ta nhìn vào thì người ta có thể thấy để người ta biết đâu là đất liền. Và cái đèn này với độ chiếu sáng của nó là tầm khoảng 27 hải lý, tức là gần 40 cây số, bởi vì một hải lý là 1852 mét. Thì đoàn công ty du lịch Let's Tour thì hôm nay có chuyến đưa đoàn về khu vực này, và xin mời các bạn ngắm nhìn cảnh quang xung quanh, và mặt trời là cũng sắp ló dạng rồi đấy. Dưới kia là cái điểm cực đông của Tổ quốc. Và như quý anh chị chúng ta biết thì Việt Nam mình sẽ có 4 điểm cực. Điểm cực Bắc thì ở Hà Giang, đúng không ạ? Ở huyện cột cờ Lũng Cú. Ở điểm cực Tây thì nó nằm ở tại Điện Biên, tức là tại A Pa Chải. Điểm cực Nam thì nó sẽ nằm ở tại Nam Căn của Cà Mau. Và điểm cực Đông thì có hai cái nguồn tư liệu, một là có thể là gọi là mũi đôi ở tại Khánh Hòa, hoặc là mũi điện, tức là mũi đại lãnh mà công ty du lịch Let's Tour chúng tôi đang đứng ở tại khu vực này. Đây là điểm cực Đông của Tổ quốc, và hy vọng rằng các bạn sẽ có thời gian đồng hành cùng với Let's Tour để chúng ta đến với chương trình ngắm ánh bình minh và cũng như là săn mặt trời ở tại khu vực Phú Viên các bạn nhé. Các bạn thấy rồi, nó giống như là cái lồng đỏ đi lên. Thật là phí nếu mà chúng ta đến với Phú Yên mà chúng ta đến với địa điểm này mà chúng ta không đi vào giờ này. Nếu mà chúng ta đi vào buổi chiều thì mặt trời nó không có được như thế này đâu. Wow, đẹp chưa? Mặt trời mặt màu vàng tây. Dạ. Tiếng bên kia bán cầu. Ở đây là chú Mạnh, đây là trưởng đoàn của Let's Go. Trưởng đoàn ở đây này. Trưởng đoàn. Trưởng đoàn ra đây làm một video nhảy. Xin mời trưởng đoàn chị nha. Dạ. Về nó ghét chú ở đây. Và trưởng đoàn có style rất là lạ, đi biển là phải mặc đồ đen. Đen nên đúng nắng.
Hôm nay công ty du lịch Let Tour đưa đoàn khách đi tham quan đảo Kỳ Co, thành phố Quy Nhơn. Ở này nước cực kỳ trong và các bạn mình hãy xem cảnh ở đây nhé. Đây là những cái cano đưa khách từ đất liền mình qua đảo Kỳ Co này. Nước ở này thì chúng ta có thể thấy luôn đáy luôn. Các bạn cảm nhận này, đây là những thành viên đang bơi nè. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể tổ chức team building bãi biển, hoặc là chúng ta ngồi trên những cái chòi như thế này để mình thưởng thức quả dừa tươi. Bởi vì mình định ra đây là một bác sứ dừa mà. Rồi là chúng ta đến này dừa ngon tuyệt vời luôn. Đây. Đây này thì chúng ta có thể đi tắm biển và lát nữa thì chúng ta có thể đi là ngắm san hô. Các bạn ngắm cảnh ở đây một tí nhé. Đây là cái resort nè, resort Kỳ Co. Nếu mà các bạn không lưu trú ở tại trung tâm của thành phố thì chúng ta muốn nghỉ dưỡng đấy, có thể ở trong những cái resort này. Đây các bạn thấy không, một thành viên bơi mà chúng ta nhìn từ phía dưới thấy đáy luôn kìa, thậm chí chúng ta có thể thấy cá nữa cơ. Đây, dịch vụ ô tô nước. Hẹn gặp các bạn ở tại Quy Nhơn nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại mình đang ở địa danh Eo Gió tại Quy Nhơn. Thời tiết thì hiện tại thì nó khá là nắng, cho nên là cũng hơi vắng, mà được một cái là cảnh ở đây rất là đẹp, nước trong. Có mấy cụ nhỏ nó tắm kìa. Nước trong là đá coi nhô. Nếu mà chúng ta mà đến Quy Nhơn thì đây là một trong những địa điểm hàng đầu để chúng ta có thể có những cái tấm ảnh đẹp các bạn nha. Những thành viên của công ty du lịch Let Tour đang ra ngoài Eo Gió này. Rồi các bạn thấy chưa, rất là đẹp ha. Thank you.